Dâu tây đông lạnh của Chimmy Farm đây. Hiện tại mình vừa mới đóng gói một thùng 40 cân để gửi đi Hải Phòng. Thì cái quả dâu tây này mọi người có thể là chế biến đồ uống, kem, sinh tố, sữa chua hoặc nấu mứt, nấu siro nhé. Đây, quả dâu tây rất đẹp. Quả nguyên nhé. Nhưng quả chỉ cắt mỗi cái núm đi thôi. Đây, mỗi cái quả dâu tây còn nguyên. Đóng đông kỹ. Còn khá là cứng, vẫn còn ăn được nhé. Mình thử ăn một quả. Chua chua ngọt ngọt vị dâu tây. Đấy. Quả này thì phù hợp chế biến thôi, nó không dùng để ăn nhé. Ăn thì nó chỉ ăn được một hai quả thôi. Đây, ai có nhu cầu mà cần dâu tây đông lạnh này thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0973 102 180 nhé. Mình gửi hàng từ Mộc Châu. Đây, một thùng như thế này là 40 kg. Đấy.